phải là em quên, chỉ là vì muốn trái tim mình nhẹ nhõm. Để lòng bình yên em cố gắng một lần, vì còn yêu. Tôi không tin anh Trung làm những chuyện bỏ vợ bỏ con tệ vậy đâu. Thôi đi, đàn ông mê gái á, bỏ vợ bỏ con là phải thôi. Bậy bạ không. Cái gì đây? Dạ. Mọi người không được đọc những tờ giấy này nữa. Dạ. Thu gom mấy tờ giấy này, bỏ ở quầy tiếp tân rồi đi làm việc của mình đi. Đây là lệnh của chủ tịch. Ai mà đọc nữa, hãy bàn tán những nội dung trong đây thì sẽ bị đuổi việc, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Dạ. Đang có chuyện gì vậy? Dạ không có chuyện gì đâu anh. Thôi bây giờ anh chị lên họp với Dượng đi, Dượng đang đợi đó. Mọi người đang cầm cái gì vậy? Thôi anh chị cứ lên lên lầu trước đi. Đưa cho anh coi. Dạ. Anh nói đưa cho anh coi. Hồng à. Hồng. Hồng. Không có lửa sao có khói được. Đúng rồi. Làm được. Đứng đây làm gì nữa? Dạ. Đi làm đi. Nè. Dạ. Dọn hết đi. Dạ dạ. Hồng. Hồng à. Hồng. Hồng à. Bình tĩnh lại đi. Buông em ra đi. Em đừng đi mà. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em làm cái gì sai? Em làm cái gì sai hả? Anh nói đi. Em không có sai. Là tất cả mọi người sai. Em phải làm gì thì cô ta mới buông tha cho em? Hồng à, em không cần phải làm cái gì hết. Em cứ để cho anh xử lý hết những chuyện này. Anh không làm được đâu. Thế nào rồi anh cũng bị siêu lòng hả? Không đâu. Anh hứa với em, anh sẽ không để cho em bị ăn hiếp một lần nào nữa hết. Được rồi, để anh đưa em về nhà nha. Anh nói đi. Anh nói với em là anh làm được đi. Em à, em sẽ chờ coi anh xử lý chị ta ra sao. Kìa, Hồng. Hồng à. Hồng. Hồng à. Em đi đâu vậy? Nếu như anh không lấy lại được danh dự cho em sẽ không về đâu. Buông em ra đi. Đừng đi theo em nữa. Dạ, bà cứ lo làm chuyện của ba đi. Bà đừng có lo cho con hoài như vậy. À, với lại ngày mai á, lúc ba xuống sân bay rồi, ba về nhà luôn hay là ba đi ra nhà hàng? À, ba nghĩ chắc là sẽ không về nhà kịp. Con nói với chú Đạt lúc ra đón ba đem theo đồ cho ba luôn. Dạ, con biết rồi. Thôi, ba làm việc đi, mà ba phải nhớ là coi chừng sức khỏe đó nha. Ừ, con cũng phải giữ sức khỏe đó. Dạ, con biết rồi, con chào ba.
Cậu Trung, cậu không được vô. Cô ấy đâu rồi hả? Cậu Trung cậu Trung à, cậu mà làm như vậy á, ông biết được á là chết tôi luôn á. À, cô Mơ à, không sao đâu, cô cứ vô làm việc tiếp đi. Dạ. Cô định làm cái gì nữa đây hả? Anh là người hầm hầm xong vô đây, tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ. Đủ rồi. Vậy bây giờ hãy nói thẳng luôn đi, cô hãy ngay lập tức dừng những cái trò bôi nhỏ hồng, nếu không cô đừng trách tôi. Cô vợ mới của anh á cũng nhiều trò lắm, nhưng mà cái trò vừa ăn cắp vừa la làng như vậy á, cứ làm hoài không thấy chán hay sao? Cô im đi, cô không được xúc phạm Hồng. Nếu cô ấy là người gian xảo thì gia đình của cô ấy không phải tan nát như vậy, và cô ấy cũng không phải lưu lạc khắp nơi, và càng không thể để cho người ta xúc phạm từ lần này đến lần khác. Anh đã không gặp cô ta bao nhiêu năm rồi, làm sao anh biết được cô ta đã thay đổi những gì kia chứ? Không thay đổi, cô không được xúc phạm Hồng. Tôi không xúc phạm Hồng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Hồng trở về đây á là để trả thù gia đình anh và gia đình tôi. Bởi vì những chuyện mà ba anh và ba tôi gây ra cho cô ta, tôi đều biết hết rồi. Nếu như vậy, cô nên thay đổi cách cư xử, giống như một cách trả nợ người ta. Tôi đã trả chồng cho cô ta rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Anh à, anh hãy tỉnh táo lại đi. Cô ta không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Ngay cả đứa con mà cô ta nói là của anh, chưa chắc gì đã... Quyền đi. Tôi nói cô không được xúc phạm Hồng nữa mà. Anh là đồ tồi, anh không được đánh hương như vậy. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho Hồng. Tôi cảnh cáo các người, đừng bao giờ xúc phạm Hồng nữa. Hương à, em không sao đâu. Hương à, em cần yên tĩnh một mình. Đằng sau bao cố là biết bao nhiêu lời dối lừa. Alo, anh nghe đây. Anh ơi, anh về công ty ngay đi. Dự nên rất nổi giận, em chống đỡ không nổi nữa rồi. Nói với ba là anh sẽ về nhà, có gì gặp sao? Không được, bây giờ anh về công ty liền đi. Em sợ Dự tức giận rồi ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Alo. Thôi được rồi, anh tới liền. Trung đô rồi, chuyện nát bét ra như thế này, nó còn đi đâu hả? Dạ, con đã gọi điện cho ảnh, ảnh đang trên đường tới đây ạ. Không còn ra cái thể thống gì nữa, không còn danh dự gì cả. Dạ, Dượng bớt giận đi Dượng, Dượng phải giữ gìn sức khỏe đó. Giữ làm cái gì? Thà chết quách đi, còn hơn là để cho con cái làm mang tiếng mà chết. Con xin Dượng, trong lúc này mà vừa có chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện sẽ rối thêm đó. Để con thử gọi lại cho anh Trung nha. Vô đi. Con định xử sao đây?
Dạ, con xin lỗi vì chuyện tình cảm của con mà làm rối loạn công ty. Nhưng con xin cam đoan với ba là không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa. Cam đoan? Con lấy cái gì để mà cam đoan? Dạ, con đã đi gặp Hương để giải quyết cho chuyện này rồi. Con xin hứa với ba sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Nếu như mà còn xảy ra thì con sẽ chịu mọi trách nhiệm với ba. Dạ thưa Dượng, chuyện không muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nếu như anh Trung đã nói ra như vậy, xin Dượng bớt giận bỏ qua chuyện này. Mong rằng con sẽ không làm cho ba thất vọng thêm nữa. Dạ con hứa với ba. Con nói với Thu Hồng tạm thời nghỉ làm ở đây mấy ngày để tránh nó vô đây làm đề tài cho người ta bàn tán. Dạ. Con hãy sắp xếp dập tắt mọi lời đồn đãi bàn tán ở trong công ty. Dạ con biết phải làm gì ạ. Con. Dì, dì có thấy Hồng về nhà không? Nó bồng bé đang đi rồi con. Hai đứa con có chuyện gì hả? Dạ, sáng nay có người gửi tờ rơi bêu xấu Hồng tại công ty. Hồng rất sốc vì chuyện này. Ai mà bậy bạ vậy con? À, Hồng có nói là đứa bé đang đi đâu không dì? Hồng nó không có nói với dì con. Em đang ở đâu vậy? Cho địa chỉ đi, anh tới đón hai mẹ con em. Anh đã nói chuyện với Mai Hương rồi, cô ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu. Em cần một lời xin lỗi từ chị ta. Hồng à, em và con sẽ không bao giờ quay về cho đến khi nào anh chứng minh được anh thật sự sẽ làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ em và con. Alo. Sao rồi con? Dạ không có gì đâu. Thôi con ra ngoài một lát. Nếu ba có hỏi bé Đan á thì dì cứ nói là con đưa hai mẹ con Hồng đi ra ngoài để ba đừng lo như dì. Dì biết rồi. Hay là để dì gọi điện thoại nói chuyện với con Hồng nha con. Dạ thôi được rồi, con đi đi. Dì... Em có nghĩ là anh ta có làm ra được trò gì hay ho hơn không? Anh ta sẽ làm được. Mà nếu như không được thì anh và em sẽ khiến cho anh ta phải làm được. Hy vọng là vậy. Chứ nếu không á, em sẽ không có lý do để quay về. Sao lại không? Nè, lão già đó đối với anh như thế nào rồi? Cũng không có gì chuyển biến rõ rệt lắm. Mặc dù lão ta rất hài lòng chuyện vừa rồi, nhưng không sao. Muốn chiếm được lòng tin của một người đa nghi như là ông ta thì không được vội vã, càng từ từ thì càng tốt. Vậy cũng phải. Nhưng đôi khi lão ta cũng sơ suất lắm. Về chuyện gì? Không hiểu sao càng nhìn càng thấy bé Đan không giống ba nó. Vậy sao? Nhưng anh Trung và lão già đó thì lại cho rằng bé Đan rất giống anh Trung hồi còn nhỏ. Đừng nghĩ anh đang soi mối gì về em nha. Anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Có thể chuyện về tờ xét nghiệm ADN của Trọng sẽ khiến cho ông ta liên tưởng đến tờ xét nghiệm ADN của bé Đan. Bé Đan là con của anh Trung. Vậy thì đỡ một mối lo thôi. Ba
bắt được rồi. Có chuyện gì vậy anh? Bà già Phú mất tích rồi. Sao lại như vậy được? Anh không biết nữa, không có liên lạc được. Anh Phú ơi. Nhưng sao điều gì cũng có thể. Em thấy trong người sao rồi? Em thấy đỡ nhiều rồi. Em có muốn ăn gì không? Em chỉ muốn ngủ thôi. Vậy thôi em nghỉ ngơi đi. Anh vô bệnh viện thăm ba nha. Anh đi đi. Anh nói với ba là em xin lỗi ba nha. Bữa khác em qua thăm ba. Mời em. Chúc mừng anh thuận lợi có được suy nghĩ. Cảm ơn em. Và em sẽ được trả công xứng đáng cho chuyện này. Anh mong rằng em có được. Nói là phải giữ lời. Em không ngờ tới như vậy rồi mà vẫn không quật ngã được chị ta. Tất cả là cũng do gã Nguyên. Đã quá coi thường hả? Không sao. Cô keo này ta bại người khác. Vậy là cuối cùng á cũng đã có người trói chân được chàng lãng tử này rồi. Coi cổ vậy cô dữ lắm chị hai. Anh hiếp em hoài luôn á. Em giữ với anh hồi nào? Thôi thôi, chị xác nhận á là Liên có ăn hiếp Trọng. Đó, nghe chưa? Nhưng mà ăn hiếp như vậy á rất là đúng. Bằng, đừng có ngồi vậy mà. Tao cũng mày không có quan hệ gì hết. Tôi còn hoang. Anh tranh thủ mà hít khí trời tự do đi. Mai mốt vô tội, có muốn hít cũng không được đâu. Nha.